cá lội từng đàn dưới luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Bây giờ mình chọi cục đá xuống cho mọi người xem nha. Cá nó lội, nó chạy lại nè. Đó, đó, mọi người thấy không? Cá nó bu lại kìa, quá trời luôn. Nó dạng ghê á, nó nước ròng á, nó lội vô sát bờ luôn nè mọi người. Mình chọi cục đá nó tưởng mồi á, nó chạy lại mọi người. Đó, ngay chỗ đó đó mọi người thấy không? Quá trời cá luôn kìa. Đó, nó chạy tản đi rồi nó quay lại, nó kiếm mồi liền. Cá bự bự không à mọi người, bằng hai bàn tay không à. Quá trời luôn, nguyên đây nguyên một bầy luôn nè mọi người, nó đang lội đảo 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 đây nguyên bầy luôn nè. Không biết là mọi người thấy rõ không nữa, tại mình quay bằng cái máy này không có zoom được á mọi người, zoom được tối đa vậy à, nguyên bầy dưới đây luôn nè. Đó, quá trời, đang lội kìa mọi người thấy không, lư khư chưa. Ở đây là chỗ, ở đây là cái chỗ bãi biển mọi người, ở ngay công ty của người ta. Đây là công ty cũng giống như công ty bên mình, là cũng về cơ khí, hàng đồ này nọ. Nhưng mà công ty này là chuyên về đóng và sửa chữa xà lan nha mọi người. Với lại mấy chiếc cái tàu nhỏ nhỏ mọi người thấy không, đậu kế bên cẩu kia đó. Đó, những chiếc tàu đó đó, những chiếc tàu nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nó không có làm tàu lớn nha mọi người. Chứ nó đóng xà lan đồ này nọ. Ở ngoài kia có xa xa mọi người thấy không, có một chiếc tàu chở nhiên liệu nó cũng đang đậu ở đó kìa. Đâu, và bên này thì có những cái chiếc xà lan mà người ta đang để đồ á mọi người. Đó, thì cái khung cảnh là ở đây. Còn xa xa bên kia là cái chỗ mà có cái xưởng màu xanh lá cây là công ty của mình. Thì bên đây là bờ là người ta đang đậu xe hơi nè mọi người. Đó, dọc theo bờ biển nè, giống như bãi xe vậy đó. Đó, chỗ trống cái nào ta đậu chỗ đó. Và đây là cái bãi biển buổi chiều nha mọi người. Cái khúc này thì hiện tại là bây giờ mới có 5 giờ mấy chiều thôi mọi người. Hôm nay mình về 5 giờ, mình không có tăng ca giống như mình chia sẻ cho mọi người đấy. Ở bên này vẫn xe hơi đậu này nha mọi người. Đâu, và đây là cái đường lộ, và đây chiếc xe đạp của mình. Ok, mình đang ngồi vị trí này mọi người cũng xác định được ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB nhé. Kính chúc mọi người có một tuần mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và gặp thật là nhiều may mắn, cũng như là thành công trong công việc của mình nhé. Thì hôm nay là cái buổi chiều thứ hai đầu tuần mọi người. Thì mình đang đi làm về, thì mình đang ngồi ở chỗ cái bờ kè này mọi người. Và chỗ này là cá rất là nhiều luôn, ngồi đây nhìn ngắm cá nè, giống như là ao cá nuôi vậy mọi người. Không biết sao nó bu lại trên đây quá trời luôn. Mà những con cá mà nó thường vô bờ này là câu không có dính đâu mọi người. Không, câu nhữ, mồi nhữ nó không dính đâu. Nhưng mà cá này bự bự thôi, bự bằng hai bàn tay mọi người. À, cá này ăn cũng rất là ngon á. Nhưng mà nó ở đây nó thành bầy luôn, cũng quay cho mọi người xem tí đó. Thì giống như mọi người, mình chia sẻ cho mọi người đó, thì tuần này mình không có được tăng ca mọi người. Thì mình về sớm, thì hôm nay là nhân dịp đầu tuần á, thì mình ngồi đây. Thì mình cũng làm một cái video để giao lưu với mọi người một tí. Đó, mọi người thấy tóc mình còn đẹp không? Hôm nay bỏ nón nha mọi người, tại vì mới hớt tóc. Hớt tóc ở tiệm Nhật mà, phải khoe cái đầu chứ, che che hoài. Đó, do đó thì hôm nay thì ngồi đây thì mình cũng giao lưu chia sẻ với mọi người một cái chủ đề mà cũng có rất là nhiều người đang rất là quan tâm. Tại vì có rất là nhiều người hỏi mình á, anh ơi nếu mình qua bên Nhật á, mình làm mà lỡ như công ty của mình á mà nó không có được gọi là tốt á, rồi mình cũng không có được tăng ca nhiều này nọ đó, thì mình phải làm sao, mình có được chuyển công ty khác hay không, hay là mình phải là chấp nhận như vậy suốt 3 năm trong quá trình mình làm việc. Thì ngày hôm nay ngồi đây thì mình sẽ giao lưu mọi người một chủ đề này cũng liên quan đến cái những cái câu hỏi như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ vài nét về bộ đội Nhật Bản đó. Thì tại sao bộ đội Nhật Bản có liên quan thì mọi người hãy nói chung là cùng tương tác với mình nhé. Thì mình ngồi đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người hiểu rõ hơn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ về bộ đội Nhật Bản á, là mình không có chia sẻ về cái quân đội của người Nhật đi đánh giặc đâu nha. Và mình chia sẻ về bộ đội là những người Việt Nam đi sang Nhật Bản làm, xong rồi họ sẽ gia nhập bộ đội Nhật Bản. Đó, thì mọi người cũng có rất là nhiều người thì đi Nhật rồi với lại đang ở Nhật thì rất là hiểu. Còn có rất là nhiều người mới nghe thì đôi lúc mình còn phân vân đúng không mọi người. Thì mình cũng giải thích cho mọi người một tí. Thì bộ đội Nhật Bản đó chính là những người mà qua Nhật xong rồi
đó, họ qua theo cái công ty phái cử, họ là theo nghiệp đoàn phái cử á, là họ làm ở công ty đó nhưng mà họ không muốn làm công ty đó nữa, họ ra ngoài họ làm tự do đâu, và họ không dính líu gì với nghiệp đoàn, với công ty ký hợp đồng cả đâu, và giống như gọi là lao động bất hợp pháp ở Nhật các mọi người đó. Thì ngày hôm nay mình ngồi đây thì mình cũng chia sẻ về vài nét về bộ đội Nhật Bản, tại sao mà người Việt mình lại tham gia bộ đội Nhật Bản, rồi họ có thích làm bộ đội hay không, và bộ đội thì có những cái quyền lợi gì, và cũng giống như là bộ đội thì sẽ gặp những cái khó khăn gì trong quá trình mà sinh sống làm việc tại Nhật, và khi mà bị bắt thì mình có bị phạt gì hay không đâu, và liên quan ảnh hưởng như thế nào về tương lai của mình đó. Thì cái này là ngày hôm nay mình ngồi đây thì dựa trên cái sự hiểu biết của mình nha mọi người, thì mình chia sẻ. Do đó thì đôi lúc xem kênh của mình cũng có rất là nhiều người bạn hiện tại đang làm bộ đội, đang đi theo cái diện bộ đội ở Nhật á, thì mình chia sẻ, mà trong quá trình mình chia sẻ đôi lúc có cái gì mà thiếu sót hay là chưa chính xác á thì mọi người cũng bỏ qua cho mình nha, và góp ý thêm để cho mọi người cùng hiểu nha các bạn. Tại vì đôi lúc á mình chia sẻ đôi lúc nó không có khớp, không có đúng với lại các bạn, thì đôi lúc các bạn lại trách mình nữa, thì mình cũng nói trước như vậy. Tại vì có rất là nhiều người bạn ở Việt Nam á, họ đang rất là quan tâm về cái việc mà đi bộ đội Nhật Bản như thế này, thì mình cũng chia sẻ để giúp cho họ có một phần nào đó để họ khai thông cái tư tưởng của họ, để cho họ có thể là thoải mái khi đi Nhật. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, do đó bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Thì tại sao mà lại gia nhập bộ đội Nhật Bản? Người Việt mình có thật sự là thích khi đi bộ đội hay không? Đó thì để mà đi bộ đội Nhật Bản á mọi người, thì có rất là nhiều cái lý do để khiến mà một cái người lao động Việt Nam hoặc là lao động nước ngoài nào đó tham gia bộ đội. Cái lý do có rất là nhiều lý do, nhưng mà mình chia sẻ vài lý do nha mọi người. Tại vì công ty của mình á, thì cái đợt mình qua thì cũng có hai người senpai là tham gia là đi bộ đội Nhật Bản, và cái đó là lúc về công ty, còn lúc ở ngay nghiệp đoàn luôn mọi người, thì có một người senpai cũng qua trước vài tháng và họ là cũng là tham gia bộ đội Nhật Bản luôn. Thì cái lý do đầu tiên là có rất là nhiều người là đã có người quen hoặc là anh chị em gì đó làm việc tại Nhật á mọi người, thì họ hiểu biết nhiều về Nhật Bản thì họ hướng dẫn những người đi sau. Mình bỏ một số tiền, ví dụ như là 4.000 đô, 5.000 đô, 6.000 đô gì đó, mình theo công ty phái cử mình đi qua Nhật mình làm. Nhưng mà khi mà mình làm theo cái diện mà đi ký hợp đồng của mình thì mức lương nó sẽ bị hạn chế mọi người, nên là có rất là nhiều người là họ sẽ hướng cho người thân hoặc là bạn bè của mình đi theo cái diện bộ đội, đi ra ngoài làm tự do để cho mình là khỏi phải trả thuế, khỏi phải đóng thuế cho Nhật Bản đâu, mà mình lấy trọn cái số tiền đó. Ví dụ như là lương khi mình mới qua Nhật có làm ở trong công ty thì khoảng 800 yên một giờ, nhưng mà khi mình đi theo diện bộ đội thì có thể là 1 sen, hoặc là 1 sen 2, 1 sen 3, đó là tùy theo cái công việc của mình khi mình làm bộ đội nha mọi người. Đó thì đó là cái lý do đầu tiên, là có rất là nhiều người là muốn làm lương cao đông và lâu dài tại Nhật Bản đâu, là không có muốn là qua đây làm 3 năm về, mà họ muốn qua đây họ tìm một công việc họ làm ổn định lâu dài luôn, và họ muốn là sống 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20-30 năm ở tại Nhật Bản đó. Rồi cái đó là cái lý do thứ nhất. Còn cái lý do thứ hai á, là có rất là nhiều người thật không may mắn, cũng là do những công ty phái cử mà ra mọi người. Do đó ngày hôm nay mình chia sẻ cái video này thì những công ty phái cử không có thích đâu, nhưng mình cũng chia sẻ luôn để cho mọi người nắm. Do là có rất là nhiều công ty gọi là công ty phái cử mà gọi là cái dạng mà treo đầu dê bán thịt chó mọi người. Ví dụ như là qua phỏng vấn ở bên Việt Nam thì nó mượn đại ai đó qua phỏng vấn chẳng hạn, hoặc là công ty không được chính quy ở bên Nhật nè. Đó thì người Việt mình thì xui xui vô những trúng những công ty đó, thì qua bên đây thì nó đời không như là mơ, qua bên đây thì không giống như những gì mà họ đã nói tại Việt Nam. Làm ở trong môi trường thì khắc nghiệt, công việc thì không được nhiều, thậm chí là bị sự bóc lột, làm thì không cho sử dụng điện thoại, không cho sử dụng wifi này nọ, và làm thì không được ở làm ở những nơi mà gọi là thành phố, mà phải lên lúc ở trên rừng, trên núi, hẻm hóc, mà chỗ đó là ít người nè, rồi không có phương tiện công cộng nhiều đó. Do đó thì giống như gọi là bị giam lỏng vậy đó mọi người. Làm thì bị họ quản lý 24/24 đó, là có rất là nhiều người rơi vào cái tình cảnh ngặt nghèo như vậy
không, hoặc là đó là cái trường hợp nặng nhất nha mọi người. Còn một số trường hợp nhẹ nhẹ là ví dụ như làm công ty á, là qua đây làm lương thấp mà không có được tăng ca nhiều, làm một năm trời mà thấy không có được bao nhiêu hết, trừ tiền ăn uống này nọ rồi thấy chỉ còn có vài triệu thôi đó. Do đó thì nói chung là còn vô vàn lý do nữa, nhưng mà đa số là do là qua bên Nhật này á, là họ không có nói chung là không có làm đúng cái công việc của họ phỏng vấn Việt Nam và không có đúng với những gì mà trong hợp đồng nêu ra thì họ bất mãn. Nên là một á, là bây giờ nếu mà mình cứ làm như vậy thì mình cứ bán sức lao động của mình mà nó sẽ không được đền bù lại. Giống như mình có nghe một số bạn chia sẻ là làm á, là một ngày làm ở một tháng làm 20 mấy công nhưng mà chỉ trả lương 10 mấy công thôi, thậm chí trả lương 10 công thôi. Mình thấy rất là bất bình luôn. Thì những trường hợp như thế này theo bản thân của mình cũng đi bộ đội luôn mọi người, chứ mình đâu có ngu gì mình ở đó mình bán sức lao động của mình đâu, mà một cách là gọi là không có đúng với lại cái thực lực của mình như vậy. Không, mình làm nhiều mà mình nhận lương lại không có bao nhiêu hết đâu, thì mình càng ở mình làm thì mình càng là nuôi những cái người mà bóc lột mình đó, thì nó quá đáng lắm mọi người đó. Do đó thì đó là một số cái lý do mà khiến cho người Việt mình đó là phải gia nhập bộ đội. Nói chung cái này là giống như cái này là không ai muốn mọi người, và cái này là gọi là trường hợp bất khả thi lắm đông, và họ cũng không có muốn là đi theo cái diện bộ đội, nhưng mà vì những cái hoàn cảnh, những lý do như vậy đành chấp nhận là phải đi theo bộ đội đông. Và đi theo bộ đội á, thì nói chung có nhiều lý do như vậy, mình chỉ chia sẻ một số lý do thôi nha mọi người, vì chứ mình ngồi đây á, thì mình không có thể nào mà nói hết được hết đâu. Có rất là nhiều người rơi vào những cái trường hợp khó khăn khác nhau, tại vì mình hiện tại mình cũng đâu phải là bộ đội đâu, mình đâu có hiểu hết được cuộc sống của người bộ đội, nên là mình chỉ chia sẻ những gì mình hiểu biết thôi. Cái thứ nhất là lý do để là gia nhập bộ đội đó mọi người, thì mọi người thấy là cái này là không ai muốn, có trường hợp muốn nhưng có trường hợp không muốn đó, đời cũng như là mơ là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái quyền lợi của người bộ đội, thì cái quyền lợi của người bộ đội là sẽ được là khi mà gia nhập bộ đội rồi, trong cái thế giới bộ đội mọi người cũng có rất là nhiều trường hợp lừa lọc nhau nữa. Có nhiều người đi bộ đội đơn tưởng là đi bộ đội rồi nó lại được sung sướng, được thỏa mãn, được trả lương đúng cái sức lao động của mình, nhưng mà gặp những cái người cò mọi người, tại bên Nhật này có rất là nhiều cò lao động theo bộ đội luôn á, họ làm giấy tờ giả này rồi họ làm cái này nọ kia tùm lum hết á. Thì ví dụ như là gặp cái người tốt thì không sao, mà gặp cái người không tốt là lại bị gạt thêm một lần nữa đông đó. Do đó bán sức lao động không có đúng chỗ á mọi người đông, nhưng mà trong cuộc đời chả lẽ gặp xui xẻo hoài sao mọi người, đúng không? Mình gặp cái công ty nó không được chính quy rồi thì mình đi bộ đội thì nó sẽ bù đắp lại cho mình thôi, đôi lúc mình sẽ gặp được người tốt mọi người, do đừng có lo lắng quá nha đó. Do đó thì nếu mà bạn gặp được người tốt rồi thì cái quyền lợi dành cho bạn đó là bạn sẽ được một cái công việc ổn định và bạn sẽ được trả lương theo đúng cái sức lao động của mình bỏ ra đông, và không bị bóc lột nhiều nữa đông. Tại mình làm bộ đội mình tự do mà, lỡ mà bóc lột á là mình nghỉ mình đi tìm công ty khác, tại có rất là nhiều công ty mà tiếp nhận bộ đội. Đôi lúc ở Nhật á là nói về nền kinh tế là đứng nhất nhì thế giới như vậy, nhưng mà cũng có rất là nhiều công ty là tiếp nhận bộ đội mọi người. Nhưng mà cái này không trách họ được, tại vì cái này là họ đang âm thầm giúp đỡ cho những người mà sa cơ, đúng không? Như nếu mà họ không tiếp nhận, công ty nào cũng không tiếp nhận hết thì những người mà bị sa cơ như vậy thì biết làm gì mọi người, đúng không? Đâu, do đó thì cái này á là cũng chia sẻ mình nghĩ theo cái quan điểm tích cực nha mọi người, mình đừng có trách những công ty Nhật như vậy nha. Đâu, còn những công ty nào mà họ tiếp tục họ lợi dụng bộ đội bóc lột đó, thì mình mới đáng trách thôi đó. Thì cái quyền lợi của mình là như vậy. Còn rồi tiếp theo cái quyền lợi nữa là mình sẽ không bị giới hạn, không bị giới hạn mọi người, không bị giới hạn là ví dụ là đi theo cái dạng mà thực tập sinh thì làm 3 năm hoặc là 5 năm, nhưng mình đi bộ đội thì muốn làm bao giờ mình về thì mình về, chứ mình không có bị giới hạn đó. Đó rồi, đó là cái quyền lợi. Nhưng mà rồi tiếp theo nữa là cái khó khăn. Cái quyền lợi xong rồi tới khó khăn nha mọi người. Thì cái khó khăn á là bây giờ mình đi á, thì mình đi theo diện bộ đội thì mình làm mình không đóng thuế, mình không phải làm chính quy, thì mình sẽ không có đủ bảo hiểm mọi người. Thứ nhất là mình không có bảo hiểm nè, đúng, và mình không có giấy tờ hợp pháp tại Nhật đúng. Mình không có bảo hiểm thì trong quá trình mình làm việc lỡ mai mình gặp cái trường hợp mà tai nạn này đó thì mình phải tự chịu đông. Và ví dụ như là trường hợp phẫu thuật hay gì mà nghiêm trọng quá thì mình phải huy động tiền gia đình Việt Nam gửi qua, hoặc là
nhờ những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ mình đó mọi người. Đó, do đó thì, nhưng mà cái trường hợp này chắc là cũng không có nhiều đâu mọi người, đâu mà gọi là xui dữ như vậy đúng không? Đó, không có bảo hiểm, rồi tiếp theo là không có giấy tờ. Không có giấy tờ thì mình đang lao động bất hợp pháp, thì khi mình gặp cảnh sát, mình gặp cảnh sát á, mà ví dụ xui xui họ kiểm tra giấy tờ của mình á, mà mình không có được thì họ bắt mình. Đó, rồi hoặc là tiếp theo nữa, mình không có giấy tờ lại mình không có bảo hiểm gì nọ, thì đôi lúc mình vào một số công ty họ tiếp tục họ bóc lột mình. Không, và ví dụ như là mình mà chống đối họ thì họ ghét, họ báo công an đến bắt mình. Đó, do đó thì có rất là nhiều người bị hâm như vậy và phải lệ thuộc vào, tiếp tục lệ thuộc vào nữa mọi người. Đó, mà khi mà gặp trường hợp đó thì mình âm thầm mình trốn nữa đấy chứ sao giờ. Đó, mình tìm công ty khác. Đó, do đó thì đó là một số khó khăn, với lại là mình đi ra đường mình không có được gọi là quang minh chính đại, mình không có được gọi là sử dụng những cái dịch vụ mà nói chung là dành cho người bình thường đó mọi người. Ví dụ như là mình làm là cái gì đó mình phải tránh né, chứ mình không có được cương quyết như người ta. Ví dụ như mình ra đường mà ví dụ mình bị ai đánh đi thì mình cũng phải gán nhẫn nhịn, chứ mình đâu có cương được. Mình cương được ví dụ như là họ báo cảnh sát, cái cảnh sát lại kiểm tra mình, cái mình là biết mình bất hợp pháp, cái họ bắt mình. Đó, do đó là ra đường là phải nhẫn nhịn rất là nhiều đâu, và nói chung có rất là nhiều cái mà không có diễn tả hết được á mọi người, nó vô vàng luôn á. Thôi mình ví dụ một vài cái điển hình như vậy cho mọi người hiểu nha. Đó, rồi cái đó là cái bất lợi, cái khó khăn bảo hiểm nè, rồi bị bóc lột nè, rồi thậm chí là ra đường á thì luôn hồi hộp lo sợ nè, rồi không có sử dụng được những phương tiện mà có giấy tờ nè. Ví dụ như mua vé máy bay này nọ là phải đòi hỏi có giấy tờ. Ví dụ như mình muốn đi du lịch xa từ Tokyo đến Hokkaido đi máy bay thì không được. Còn những cái gì mà liên quan đến giấy tờ là không được á mọi người. Đó, nói chung là nói nôm na vậy đi, chứ mình nói nhiều kể ra nó dài lắm á mọi người. Đó, rồi cái tiếp theo nữa đó là cái khó khăn rồi nha mọi người. Còn bây giờ ví dụ như là lỡ như mà mình bị bắt á thì mình có bị phạt hay không? Đó, do khi mà ở Việt Nam nha mọi người, mình đang học á, hoặc là đang định hướng ở trong cái công ty mà môi giới, công ty xuất khẩu lao động á, đó thì họ hù mình ghê lắm. Họ nói là ví dụ như là lỡ mà bị công an bắt á, đi ra trốn ngoài lỡ bị công an bắt á là bị phạt đâu mấy chục măng, thậm chí mấy trăm măng á mọi người. Nghe nói là trước là có công ty hù mình là tới 300 măng á mọi người. 300 măng là giờ thì mình làm là 3 năm mình chưa có đủ luôn số tiền đó để mình trả luôn mọi người. Đó là bắt mình phạt như vậy. Nhưng mà thật sự á, mình chia sẻ cái thực tế nha mọi người. Mình đi qua mà lỡ mai mình đi theo bộ đội á, mình bị bắt á, là người ta sẽ đưa mình về nước thôi, mà mình tự mua vé máy bay về nước nha mọi người, chứ người ta không có cho mình vé máy bay về nước, đuổi mình về nước đông, và cấm mình vĩnh viễn không được quay lại Nhật. Đó, đó là như vậy thôi, chứ không có cái vụ bị phạt mấy trăm măng đây nha mọi người. Đó, do đó thì ngày hôm nay mình chia sẻ cái thực tế luôn đông, mà mình chia sẻ cái này thì có rất là nhiều công ty môi giới họ rất là ghét mình, tại vì họ nói như vậy để cho hù như vậy, để cho những người bạn đi qua đây không có trốn mọi người. Tại vì nếu mà qua đây trốn á, trốn mà nhiều quá thì những công ty mà phái cử Việt Nam á, họ lại mất uy tín, thì người Nhật á, công ty bên Nhật này họ không hợp tác với những công ty phái cử nữa. Đó, do đó thì đó cũng là nỗi khổ của họ, nên mình cũng hiểu nha mọi người, chứ mình đừng có trách họ. Rồi lúc đó mình phải đặt mình vào vị thế của rất là nhiều người để mình cảm nhận, chứ mình không có thể là đứng ở trên vị thế của mình được. Do đó thì ngày hôm nay mình chia sẻ cái video này á, để cho các bạn hiểu hết, để cho bạn thông thoáng, để cho bạn thoải mái khi bạn qua Nhật. Ví dụ như là có rất là nhiều người lo lỡ qua Nhật gặp công ty không tốt á, thì phải làm sao, tiền á, thì mất rồi, đóng tiền rất là nhiều rồi, giờ không lẽ là cam chịu. Đó thì mình còn cái hướng là đi bộ đội. Đó thì mình nói mọi người như vậy á, chứ mình không có khuyên mọi người là đi bộ đội nha mọi người. Mình không có khuyên mọi người luôn á, mình chỉ là nói như vậy để cho mọi người hiểu thôi. Không, chứ mình không có ngồi đây á, mình khơi gợi để mình hướng mọi người đi theo cái dạng bộ đội nha mọi người. Đó, do đó thì mọi người cũng hiểu và thông cảm cho mình nha. Đâu, mình ngồi đây thấy con cá đuối to quá là to luôn mọi người, nó mới bay qua lội lại kia kìa. Con cá đuối to kinh khủng luôn á. Hôm nay bây giờ mình dừng video mình quay cho mọi người xem chứ. Lội là lúc kia rồi mọi người. Bự lắm luôn, bự con gì nè mọi người. Thôi bây giờ nói tiếp đó. Do đó thì ngày hôm nay á, thì cái video này á, thì mình chia sẻ cái này á, thì cũng để cho giúp cho mọi người á, những người bạn mà muốn sang Nhật á, giải tỏa được cái suy nghĩ ở trong đầu á, để cho mọi người ví dụ như là hình dung được cái bộ đội của Nhật Bản là như thế nào. Đó, như vậy
Ok, chứ mình không có khuyến khích mọi người đi theo diện này nha. Tại bây giờ là mọi người đi theo diện này là cấm vĩnh viễn mọi người đến Nhật Bản. Đông có thể là sau này ví dụ mình có điều nhu cầu cuộc sống mình tốt hơn mình đi du lịch đi mình cũng đâu được đâu mọi người. Cấm vĩnh viễn rồi mà. Đó do bây giờ là có chế độ Tokyute rồi, có thể là định cư đã làm việc ở Nhật 10 năm có thể định cư đây luôn. Thì mọi người đừng có nghĩ đến hướng bộ đội nha. À, trừ trường hợp bất khả kháng giống như những trường hợp mình vừa nêu ra, những cái lý do mà gia nhập bộ đội á thì mình gia nhập, chứ mình còn nếu mà những cái lý do mà nó không tới mức như vậy thì mình nên gán chịu đựng cho mọi người, đừng có gia nhập bậy như vậy. Không, để vì mình bị cấm vĩnh viễn á, là sau này ví dụ như là mình có bén duyên với người Nhật đi chẳng hạn, đâu cái mình muốn kết hôn đi thì cũng đâu có được đâu mọi người, tại mình là bị phạm pháp là họ cấm mình vĩnh viễn rồi. Đó giờ đó có rất là nhiều cái mà gọi là bất quyền lợi dành cho mình sau này lắm, cái hậu sau này lắm. Ví dụ sau này con mình muốn đi du lịch, muốn đi du học sang Nhật chẳng hạn, vợ xem lại hồ sơ của mình đó là biết là mình lúc trước là mình là trốn, mình là người lao động bất hợp pháp tại Nhật như vậy thì họ đâu có chấp nhận cho con mình đi du học hoặc là cho con mình đi lao động đâu. Đông và trong vòng mấy đời luôn á mọi người. Đó do đó thì cũng chia sẻ cho mọi người nên suy nghĩ thật kỹ, nên đắn đo đó, trước khi mình quyết định một cái gì đó. Ok. Đó do đó thì mình nói đến đây thôi. Do đó trong quá trình nói mà có bạn nào mà thắc mắc gì thì hỏi thêm ha, mình giải đáp thêm cho mọi người nha. Cho các bạn nha. Chứ ngồi đây mình không có chia sẻ được nhiều á. Đó do đó thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chú ý lắng nghe mình chia sẻ đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay thì hãy nhớ like share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. À, ai mới ghé ngang kênh của mình lần đầu thì nhớ bấm đăng ký kênh bấm cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, bây giờ mình xin kết thúc video nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye.